Men gan cao là tình trạng tế bào gan bị tổn thương do thay đổi một số enzyme men gan và làm suy giảm chức năng gan. Ngoài ra, men gan cao cũng là tác nhân hàng đầu gây ra biến chứng nguy hiểm về gan nếu như không được chữa khỏi kịp thời. Trên thế giới có tới 2 tỷ người mắc viêm gan, có tới 8 triệu người tử vong vì biến chứng viêm gan và ung thư gan, 1 triệu người nhiễm mới mỗi năm. Và tại Việt Nam có tới 5% dân số mắc bệnh xơ gan, 10.000 ca mắc xơ gan mỗi năm, 1,4 triệu ca tử vong do viêm gan và 22.000 người tử vong do biến chứng xơ gan và ung thư gan. Gan đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển hóa thức ăn, ngoài ra còn có công dụng thanh lọc đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể ra bên ngoài. Dinh dưỡng từ thức ăn sau khi được hấp thu đưa về gan, gan làm chức năng thanh lọc rồi chuyển hóa thành những dưỡng chất phù hợp với cơ thể, đồng thời cũng loại bỏ những độc tố ra ngoài. Trong gan có hệ thống enzyme rất hoàn chỉnh có chức năng hỗ trợ gan lọc bỏ độc tố, giúp hoàn thiện, tổng hợp và chuyển hóa các chất như bao gồm lipid, glucid, protein. Các enzyme này được gọi chung là men gan. Có 4 loại men gan đó là AST, ALT, GGT và ALP. Trong đó AST và ALT đóng vai trò chủ yếu phản ánh tình trạng tổn thương của gan. Khi cơ thể có dấu hiệu bất ổn thì gan thường là bộ phận chịu ảnh hưởng nặng nhất. Lúc này chỉ số men gan bất thường, các enzyme trong tế bào được giải phóng và hòa tan trong máu, vì thế máu sẽ chứa một lượng men gan nhất định, càng ngày càng tích tụ nhiều thêm, tăng cao hơn mức bình thường. Bạn được chẩn đoán tăng men gan khi các chỉ số men gan của bạn cao gấp nhiều lần so với men gan ở một người bình thường. Ở mức độ nhẹ, chỉ số men gan tăng cao nhỏ hơn 5 lần so với mức bình thường. Ở mức độ trung bình, chỉ số men gan tăng cao từ 5 tới 10 lần so với mức bình thường. Và mức độ nặng, chỉ số men gan tăng cao trên 10 lần so với mức bình thường. Bệnh men gan cao thường xảy ra do virus viêm gan, gan nhiễm mỡ, bệnh đường mật, sử dụng rượu, bia, nước ngọt hay lạm dụng thuốc khiến chức năng gan suy giảm. Người bệnh men gan cao thường gặp những biểu hiện như sau: vàng da, người mệt mỏi, nổi mụn, ngứa ngáy khó chịu hay buồn ngủ cả ngày. Tuy nhiên, nhiều trường hợp dù men gan rất cao nhưng không có các triệu chứng lâm sàng, người bệnh vẫn lao động và học tập bình thường. Men gan cao ở giai đoạn đầu có các diễn biến nhanh và không liên tục khiến người bệnh tưởng rằng sức khỏe đã ổn định. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn không chữa trị sớm, người bệnh sẽ gặp phải các biểu hiện nghiêm trọng dẫn đến biến chứng nguy hiểm như men gan cao làm suy giảm tuổi thọ của bạn. Với AST, chỉ số tăng gấp đôi sẽ tăng 32% nguy cơ tử vong, và nếu chỉ số tăng hơn gấp đôi thì nguy cơ tử vong lên đến 78%. Hay chỉ số ALT tăng gấp 2 lần sẽ tăng 21% nguy cơ tử vong, và khi chỉ số tăng hơn gấp đôi thì nguy cơ tử vong sẽ là 59%. Men gan cao kéo dài và không được điều trị sẽ gây ra nhiều biến chứng lên gan như các bệnh xơ gan, ung thư gan. Hơn nữa, men gan cao là dấu hiệu cảnh báo của các bệnh lý nguy hiểm như viêm gan, viêm cơ, viêm thận mãn tính, viêm túi mật, nhồi máu cơ tim, bệnh động kinh. Để lấy lại men gan ổn định, bạn cần đặt ra cho mình mục tiêu điều trị rõ ràng như sau. Thứ nhất, loại bỏ tế bào gan bị tổn thương và cân bằng hoạt động gan, từ đó hạ men gan. Thứ hai, phục hồi chức năng và bổ sung dưỡng chất cho gan. Và cuối cùng là thanh nhiệt, giải độc và bảo vệ lá gan của bạn khỏe mạnh. Bí quyết tôi muốn giới thiệu đến bạn đã được kiểm định chặt chẽ, đó là bộ đôi thuốc dược thảo Viloha với các thành phần dược thảo phục hồi chức năng gan Eryclin Formula với thành phần từ kế sữa, có tác dụng điều trị viêm gan, xơ gan, chống oxy hóa mạnh mẽ, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, điều trị rối loạn chức năng gan hoặc gan tiếp xúc với các chất độc hại. Silymarin từ cây kế sữa có tác dụng sửa chữa các tế bào gan bị hư hại bằng cách kích thích sự tổng hợp các chất đạm, kích thích sự tăng trưởng của các tế bào gan, bảo vệ tế bào gan khỏi những tổn thương. Thành phần từ atiso có tác dụng lọc gan, hạ men gan, giảm lượng cholesterol, thanh nhiệt, giải độc, làm sạch các độc tố và tăng cường sức khỏe, làm mát gan. Tinh chất từ nghệ có tác dụng làm sạch gan, lọc máu, tăng cường chức năng tiêu hóa và loại bỏ các chất độc trong gan, dọn sạch các gốc tự do gây hại. Curcuminoid từ nghệ có tác dụng tăng cường chức năng tiêu hóa, loại bỏ độc tố trong gan, dọn sạch các gốc tự do. Thành phần dược thảo tái tạo tế bào gan, hạ men gan, Mudiphytosong. Với thành phần từ cây kế sữa có tác dụng điều trị viêm gan, xơ gan, chống oxy hóa mạnh, ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Silymarin từ kế sữa có tác dụng loại bỏ tế bào telomere, ngăn ngừa sự chuyển đổi nguyên bào sợi, ngăn sự đào thải các thành phần gây hại khiến xơ hóa gan. Thành phần bồ công anh giúp giải độc gan, mát cơ thể, điều hòa chứng rối loạn gan. Tara
capsaicin từ bồ công anh có tác dụng loại bỏ độc tố, tái tạo độ ẩm và cân bằng điện giải trong gan, điều trị viêm gan mãn tính, xương gan, vàng da khó tiêu do không cung cấp đủ dịch mật. Tinh chất từ nghệ có tác dụng làm sạch gan, lọc máu và loại bỏ độc tố, chống oxy hóa, tăng cường quá trình giải độc gan. Chất lượng sản phẩm được quyết định bởi nguồn nguyên liệu chuẩn hóa an toàn từ thiên nhiên. Với vùng trồng dược liệu lớn nhất Canada, những nguyên liệu được gieo trồng chăm sóc lựa chọn rất kỹ càng. Ứng dụng công nghệ chiết xuất tiên tiến, dây chuyền sản xuất hiện đại đạt tiêu chuẩn chất lượng Mỹ và tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng đạt tiêu chuẩn FDA. Bộ đôi thuốc dược thảo Biloha 100% từ thảo dược được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cấp phép lưu hành. Bộ đôi thuốc dược thảo Biloha từ Mỹ sẽ giúp bạn không còn vàng da mệt mỏi, đưa chỉ số men gan về bình thường, lấy lại sức khỏe cho lá gan của bạn. Với phác đồ điều trị như sau. Ở giai đoạn 1, chỉ số men gan tăng gấp 1,5 lần, sử dụng 1 liệu trình. Ở giai đoạn 2, chỉ số men gan tăng gấp 2 lần, sử dụng 2 liệu trình. Và giai đoạn 3, chỉ số men gan tăng gấp 2,5 lần, sử dụng 3 liệu trình. Hãy để lại số điện thoại hoặc gọi ngay vào hotline của Bilora 0909542938 hoặc 0962158661 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hoặc bạn có thể truy cập website wendybenmengancao.com, youtube.com/biloha tv hoặc đến địa chỉ dược phẩm Bilora tại số 22 đường 34 phường An Phú quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Chúc bạn luôn vui khỏe cùng Biloha, bảo vệ lá gan khỏe mạnh.